ngoài hành tinh quá. Đúng rồi, gần giống rồi đó. Bây giờ phải đeo lông chim vô nữa. Mình sẽ gắn ở đây. Ui da, nặng quá. Ây da. Sao nó nặng quá vậy? Kien Channel. Xin chào quý khách. Đây là Viện Bảo tàng Động vật thời tiền sử. Ở hai bên của mình chính là con voi ma mút đã bị đóng băng rồi. Bây giờ xin mời các bạn hãy cùng nhau phá tảng băng này ra nha. Không biết có bẻ nổi không nữa. Wow, hay quá. Bẻ băng ra rồi kìa. Còn một con nữa để mình làm luôn. Những em voi này bị đóng băng rồi. Mình phải cứu những em voi này thôi. Rồi, cứu xong rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đốt lửa nha. Để tụi em phụ cho. Đây, để mình nữa. Ngày xưa sống trong rừng toàn là phải đốt bằng củi không à. Không có bếp ga như bây giờ đâu. Rồi, mình sẽ đặt những viên đá xung quanh này nè. Ê, viên đá này nặng lắm, phụ mình đi. Ok. Rồi, xong rồi. Rồi, để cho chị hai quẹt lửa nè. Ngày xưa phải dùng đá đập với nhau để cho nó tạo thành lửa đó. Cháy chưa? Cố lên thêm miếng nữa. Rồi, cháy rồi. Quý khách ơi, chỗ này là có ba cái hang nè. Bây giờ các bạn hãy làm ba cái gương mặt của người thổ dân để gắn vào đây đi. À, cái mặt nạ phải không? Được. Vậy thì bây giờ mấy tụi mình làm đi. Chị hai ơi, phụ tụi em nha. À, rồi bây giờ em phải nhìn gương mặt của người ta kìa. Gương mặt yêu cầu là cái mũi không có đeo cái gì hết. Vậy thì em phải lựa gương mặt rồi. À, cái này được nè. Ủa, cái này được không chị hai? Không, nó đâu có nhọn đâu. Đâu, để em coi thử nha. Wow, giống như gương mặt của người ngoài hành tinh quá. Thôi, được rồi. Để coi người ta sơn màu gì đây. À, người ta yêu cầu sơn màu đỏ đó. Em lỡ sơn màu tím rồi. Hay là để coi sơn lại màu gì nữa đây. Để em tìm thử nha. Em phải tìm màu hồng mới đúng. Dạ. À, em thấy màu hồng rồi. Đây. Rồi, bây giờ trang trí gương mặt đi. Wow, người thổ dân ngày xưa người ta trang trí cái mặt nhiều kiểu quá ha. Bây giờ mình lựa kiểu nào đây chị hai? Thì bây giờ em nhìn vô hình mẫu đi rồi em lựa. À, hình mẫu là dưới cằm là màu đỏ và bên má là màu vàng. Hai bên con mắt màu đỏ. À, Út thấy rồi. Cái này đúng không chị hai? Đúng rồi, gần giống rồi đó. Bây giờ phải đeo lông chim vô nữa. Đây, lông chim hả? Kiểu nào cho giống đây? À, đây nè. Đúng rồi, yeah. Chị bị trắng làm hay quá. Vậy bây giờ còn có lỗ ngay chỗ này. Dạ, để em làm cho chị hai. Rồi, chị Bi Xanh tìm cái gương mặt nào cho giống nhất đi. Ờ, em thấy nó giống lắm rồi chị hai. Bây giờ chỉ cần tô màu nữa là được à. Tại vì cái mũi của ổng có đeo cái vòng vàng rồi kìa. Mà bây giờ phải tô màu đỏ nữa. Rồi, để coi trang trí như thế nào đây nha. Hai bên má là màu xanh, màu đỏ và màu xanh. Màu xanh, màu đỏ và màu xanh. Đâu rồi? À, đây nè. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ kiếm cái đồ để mình trang trí cái đầu cho ổng nha. Ổng đeo là hai cái vòng hai bên. Đây. Được rồi. Wow, chị Bi Xanh cũng làm rất là giỏi luôn. Bây giờ chúng ta còn một cái lỗ cuối cùng nữa. Chúng ta hãy làm mặt nạ cuối đi. Để em làm cho chị hai. Cái gương mặt ông này nhìn ghê quá. Gương mặt này phải không ta? Ờ, đúng rồi. Vậy bây giờ chỉ cần tô màu lên nữa là được à. Màu đỏ nè. Rồi, bây giờ để xem thử nha. Dưới cằm ổng màu xanh. Rồi, bên má của ổng là màu xanh, màu đỏ, màu hồng. Dưới cằm là màu xanh. Vậy bây giờ mình phải tìm cái nào cho giống nhất đây ta. À, cái này nè. Đúng rồi đó Út ơi. Em lựa cái đó đúng rồi đó. Bây giờ em trang trí lên đầu ổng đi. Ông này là ổng đội một cái mũ có hai cái sừng.
hai cái sừng đây. Đúng rồi, đúng rồi. Bởi vì hàng rào ở đây bị hư rồi, nên nhờ các bạn hãy cho cọc vào và đóng lại giùm cho búp bê siêu nhân đi. Ok. Đây, bỏ cái cọc ở đây. Cái cọc này ở đây nữa. Em để sẵn nha chị hai. Xíu nữa chị hai đóng xuống dưới mặt đất nha. Ok, ok. Rồi, được. Tới phiên chị hai nha. Chị hai sẽ dùng cái búa này để chị hai đóng đinh xuống. Đóng những cái cọc này xuống dưới đất thì nó sẽ dính chặt lại à. Đây, đúng rồi. Tiếp tục, tiếp tục. Chị hai hay quá à. Không biết khi nào Út mới biết làm được cái này nữa. Út lo gì, vài bữa Út lớn là chị hai sẽ cho Út làm à. Còn bây giờ Út nhỏ, Út cầm sẽ nguy hiểm. Dạ. Wow, hay quá, hay quá. Rồi, chúng ta lại tiếp tục nha. Rồi, chúng ta lại tiếp tục nha. Còn cái cuối cùng kia. Chị hai ơi, cố lên chị hai ơi. Út né ra cho chị hai nhìn coi. Út che mất rồi, chị hai không thấy gì hết nè. Không thấy đường mà gõ được mới hay chứ chị hai. Đây là thử thách dành cho chị hai. Rồi, được rồi, được rồi. Bây giờ thắp đèn lên nữa cho sân khấu được sáng lên là xong. Cũng được đó. Đâu để coi còn những loại đèn nào nữa. Đèn màu vàng, màu xanh. Thôi lấy đèn màu xanh đi. Đèn màu xanh là đẹp nhất. Đây, được rồi. Yeah. Bây giờ mời ba chị em hãy đi qua bên khu vực tiếp theo nha. Đây, đây, đây. Các bạn ơi, các bạn nhìn thấy những cái trụ số 1, số 2, số 3 không? Đây là những mẫu cổ vật, là xương những con vật ngày thời tiền sử á. Bây giờ chúng ta hãy gắn xương cho nó đi. Để em làm cho. Wow, con này là con gì mà nhìn sợ quá à. Ý, cái đầu của nó có cái sừng, rồi trên mũi của nó cũng có cái sừng nữa. Con khủng long gì đây ta? Wow, nó nguyên một người nó luôn rồi kìa. Rồi, đúng rồi. Bây giờ tới cái hình số 2. Để mình, chibi trắng ơi. Đây là cái đầu của nó nè. Rồi, tới cái xương của nó nè. Và cuối cùng là cái đuôi. Đúng rồi. Và hình cuối cùng. Hình cuối cùng không biết con khủng long gì đây nữa. Cho mình làm luôn đi chibi trắng. Mình thích con này quá à. Mình sẽ gắn ở đây. Ui da, nặng quá. Ai da. Sao nó nặng quá vậy? Thôi mình làm này trước đi. Gắn cái đuôi vô. Sao cái xương đầu nó nặng dữ vậy? Gắn vô. Được rồi, được rồi. Yeah. Wow, ba con khủng long kìa. Ngày xưa nó bị chết, nó bị vùi xuống dưới băng á, cho nên bây giờ nó đã hết thạch rồi. Hay quá, hay quá. Rồi, mời gia đình chúng ta hãy cùng qua thử thách tìm mẹ cho bé. Bây giờ chibi trắng hãy vẽ đường cho hà mã tìm mẹ đi. Còn chị ba thì tìm đường cho khu cao cổ. Còn chibi xanh thì tìm đường cho gấu trúc nha. Rồi, có đường đi rồi. Mấy em hãy đi tới gặp mẹ mình đi. Awesome job. Yeah, được rồi, được rồi. Còn bây giờ khó khăn hơn một xíu. Chibi trắng em hãy tìm đường cho các bạn ở đây đi. Dạ, đây hươu cao cổ tìm mẹ nè. Rồi gấu con tìm gấu mẹ nè. Đi bằng đường này là đúng nhất. Sư tử, hà mã nè. Wow, mọi người đã gặp mẹ rồi. Bây giờ tới phiên chibi xanh nha. Em hãy nhìn xem những cái ổ gà nè, rồi những gốc cây là những chỗ đó hươu cao cổ và gấu con không có đi ngang qua được, cho nên phải tìm đường nào mà cho nó bằng phẳng đó nha. Dạ, vậy em đi đường này nè. Đi. Ý lộn, từ nãy giờ dắt lộn gấu mẹ. Thì đi đường này mới đúng nè. Gấu con dưới này mới đúng nè. Rồi, đi đi. Cố lên, gấu ơi. Gấu con đi nhanh hơn nữa, đi nhanh hơn nữa đi em. Rồi, tới búp bê chị ba nha. Bé ba cũng đừng có dẫn những em động vật này đi đụng những gốc cây, hoặc là bụi cỏ, hoặc là vũng nước nha. Sẽ rất là nguy hiểm đó. Những cái chướng ngại này sẽ cản trở những em nhỏ xíu, như là
hà mã con hay là gấu con đó. Dạ em nhớ rồi. Đây bây giờ để chị dắt mấy em đi tìm mẹ nha. Để coi, đầu tiên là gấu con nè. Gấu con đi hơi xa đó, tại vì mẹ của em ở xa em lắm, không có đường đi. Tới hà mã nè, hà mã phải vẽ đường nước hà mã mới bơi được. Còn gấu con thì phải vẽ cỏ thì gấu con mới chạy đi được. Lần này thử thách của em khó lắm đó, tại vì có rất là nhiều chướng ngại vật nè, lùm cỏ rồi ổ gà rồi đá nè, rồi những bụi cỏ, những cái hố nước nữa. Em phải dắt những em gấu con đi cho cẩn thận nha. Đây mẹ của ngươi có cỏ ở đây nè, rồi tới hà mã, rồi tới gấu con. Rồi đi thôi. Và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Các bạn hãy nhấn vào video mà mình muốn xem trong màn hình này để xem tiếp nha. Dù đang xem bằng điện thoại hay bằng vi tính đều có thể nhấn được và xem được hết. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký thành viên để nhận được thông báo khi nào đăng video mới lên YouTube trên kênh KN Channel. Hoàn toàn miễn phí nên các bạn cứ yên tâm nha. Cảm ơn các bạn.